Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một trang sách nữa trong cuốn sách Kỹ năng sống cho con. Ở trang sách này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dạy, cách hướng dẫn cho con về việc là khi con bị lạc, hoặc là con không nên đi một mình vào buổi tối, hoặc là vào những lúc ban ngày ấy, hoặc là con không có người thân đi cùng ngoài phạm vi của cha mẹ kiểm soát. Thì với trang sách này thì mình có hình giả định là đây là hình ảnh của con và đây là hình ảnh của người xấu trong trường hợp xấu nhất. Thì ví dụ như là trường hợp đầu tiên là khi con bị lạc ở bất kỳ đâu, ở ngoài đường hay là ở trung tâm mua sắm hay trong siêu thị chẳng hạn, thì điều đầu tiên là các bạn cần nhắc con là con phải thật bình tĩnh và không được khóc lóc, hay là chạy đi mà phải đứng yên tại chỗ để chờ cha mẹ đến đón. Bởi vì là khi con đứng yên tại chỗ ấy, thì bố mẹ có thể dễ dàng tìm thấy con, bởi vì nhớ là con đã đứng ở đấy và lần cuối cùng mà bố mẹ gặp con là sẽ gặp con ở đây. Và con có thể nhờ người đi đường hoặc là tìm đến các chú công an để có thể gọi điện thoại cho bố mẹ, để gọi bố mẹ đến đón. Trường hợp tiếp theo là con bị lạc ở trung tâm mua sắm hay là siêu thị thì con phải tìm ngay đến chú bảo vệ hoặc là các cô bán hàng để các cô thông báo loa để con có thể tìm được bố mẹ và bố mẹ có thể biết con mà đến đón con. Và trong cái trường hợp tiếp theo là khi con tự ý ra ngoài đi một mình vào buổi tối thì điều đó là tuyệt nhiên không nên. Bởi vì là khi con đi vào buổi tối một mình, không có cha mẹ đi bên cạnh, không có người thân bên cạnh thì rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn có thể kết hợp với cái trang sách dạy kỹ năng về việc con không nhận đồ của người lạ hay không đi theo người lạ mà cái clip trước mình đã hướng dẫn. Mình cũng sẽ vẫn nói lại ở cái trang này. Ví dụ như là con đi một mình và gặp người xấu như thế này thì tuyệt nhiên con không, nó sẽ là điều rất là nguy hiểm vì không có người thân bên cạnh, con có thể bị bắt cóc, đúng không ạ? Thì với cái trường hợp như thế này thì con cũng tuyệt nhiên là không được nhận quà hay là nhận đồ hay là đi theo người lạ, tránh trường hợp xấu nhất xảy ra. Hoặc là khi có người lạ cố tình bắt con thì con phải hét lên hoặc là kêu cứu đó. Vì như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn cho con hơn. Đó, đây là trang sách thì cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì cách truyền đạt phụ thuộc vào phụ huynh của con. Các bạn nên tìm hiểu, những câu chuyện nó hấp dẫn hoặc là các cái chuyện trong đời thực để các bạn nêu ra cho con, để con có thể rõ, dễ dàng hình dung. Sách thì chỉ góp phần được một phần trong số đó để giúp con có thể hiểu rõ hơn thôi. Còn phần còn lại quan trọng nhất là thuộc về cha mẹ. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video lần sau về một kỹ năng sống khác.